Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoáy TV. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn tin tức không còn cờ lùi cho Việt Nam, Thủ tướng tuyên bố sẵn sàng chơi một mất một còn với Trung Quốc ở Biển Đông. Những động thái mới về an ninh Biển Đông đã cho thấy không còn cờ lùi cho Việt Nam nếu không chuẩn bị. Trung Quốc phô diễn lực lượng tại Thanh Đảo, công nhiên gây hấn với hạm tàu Hoa Kỳ, thậm chí phô bày ra một tham vọng quân đội Thái Bình Dương với Mỹ. Song song với việc đó là các động thái tăng cường lực lượng trên Biển Đông và các chương trình khai thác thăm dò dầu khí đầy tham vọng, lên tới ngót 29 tỷ USD. Chiến lược biển của Trung Quốc đã phơi bày gần như toàn bộ, từ những tham vọng trong ngắn hạn đến chiến lược về dài hạn. Sau vụ va chạm với Trung Quốc tại vùng biển gần đảo Hải Nam, Hoa Kỳ quyết định mạnh tay hơn trong sự hiện diện tại Biển Đông. Sự sốt sắng của Hoa Kỳ cũng tiềm cận với sự lo lắng của Việt Nam. Người ta ghi nhận trong tháng 5 kể về việc lần đầu tiên có một phái đoàn quân sự Việt Nam viếng thăm một hạm tàu sân bay của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Trong 2 năm qua, các bước đi của Việt Nam là thận trọng và âm thầm, nhưng phần nào đúng hướng. Sau khi Serbia mất biển, giới quân sự nhận thấy người Việt Nam âm thầm tìm kiếm việc mua lại hạm đội tàu ngầm của quốc gia này, thương vụ bất thành Hy Lạp trở thành người sở hữu với cái giá cao hơn và cả sự chống phá khá lặng lẽ nhưng quyết liệt của Hoa Nam. Việt Nam quay về với đối tác truyền thống và bắt đầu thương thảo việc mua 6 hạm tàu ngầm lớp kilo có tính năng hữu Việt trong phòng thủ tại vùng Biển Đông. Sau sự phô diễn rầm rộ của Trung Quốc tại Thanh Đảo một cách công khai, thông tin về vụ mua bán được Moscow chủ động tiết lộ với sự đồng thuận ngầm từ phía Việt Nam. Thật ra Biển Đông chưa phải là một nơi đánh nhau, mà là một nơi chia bạc. Các bên tham gia đều đang cố gắng vừa phô bày, vừa tìm cách giấu quân bài tẩy của mình. Trung Quốc nằm thế chủ động và đang tìm cách thiết lập luật chơi. Các nước nhỏ hơn thì tìm kiếm sự liên minh và cũng đồng thời củng cố thế lực. Chiến tranh sẽ xảy ra ngay lập tức nếu một bên có đủ thứ trong tay và một bên rỗng túi. Saddam Hussein và địa ngục Iraq là một ví dụ sống động và cay đắng. Ngược lại, chuẩn bị cho chiến tranh lại là cách tốt nhất để tránh chiến tranh. Củng cố thế lực và tăng cường khả năng dân đe, tránh đánh nhau nhưng có thể để đánh nhau. Việc hiện đại hóa từ từ nhưng không ngừng nghỉ các lực lượng không quân hải quân của Việt Nam trong nhiều năm qua đã bám sát đường lối chỉ đạo này. Với các hạm tàu tên lửa tấn công, hai tuần dương hạm lớp Ky Bắc khá tân tiến, nhiều phi đội chiến đấu cơ Su-30 đã tăng cường khá đáng kể khả năng trả đũa của Việt Nam trên Biển Đông, đặc biệt với sự tăng cường chưa từng có bằng thương vụ. Sở hữu 6 tàu ngầm mang tên lửa tấn công với Nga lần này đã khiến sức răn đe của Việt Nam bước lên một tầng mức khó có thể xem thường. Sức mạnh không quân nhân dân Việt Nam. Điểm giới chính trị và quân sự chú ý lần này là giá trị của thương vụ vượt giá bình thường của một chiếc kilo thông thường tới ngót 50-100 triệu USD, cho thấy Việt Nam tìm kiếm một hạm đội tàu ngầm với đủ các thứ dự phòng cho một cuộc chiến dài ngày, nhằm sẵn sàng thực hiện một chiến lược chiến tranh cầm cự kiểu du kích trên Biển Đông và kéo mọi đối thủ vào một chiến lược chiến tranh khiến người Việt Nam luôn thắng. Chiến tranh xa lời và lần đầu tiên trong lịch sử chiến lược này được thực hiện trên biển. Tìm hiểu tàu ngầm Kilo, dù sao thì người Việt cũng nhìn nhận rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, khác với Trung Quốc có thế lực khổng lồ nhưng phải phân tán trên nhiều mặt trận. Đài Loan vẫn còn đó, Nhật Bản không thể xem thường. Mỹ vẫn là một đối trọng khó có thể vượt qua. Ấn Độ với tham vọng cạnh tranh bá chủ Á Châu, tiềm lực quân đội Trung Hoa phải dàn trại trên một vùng biển rộng. Trong khi đó, người Việt Nam chỉ có duy nhất Biển Đông, khiến lực lượng của họ tuy nhỏ hơn nhưng lại có khả năng tập trung cao độ. Dù sao, câu chuyện cay đắng năm 1988 khi một lớp người Việt Nam nắm tay thành vòng tròn trên bãi đá ngầm. Nước ngập đến thắt lưng, máu hòa nước biển dưới làn đạn Trọng Liên của Trung Quốc cũng đã là nỗi đau quá đủ. Lịch sử khó có thể cho Trung Quốc tái diễn lại những hành vi phi nhân tính mà không phải chịu một cái giá không nhỏ. Với các lực lượng mới được tăng cường, chỉ ít Việt Nam có khả năng trả đũa một cách tương xứng với cái mà họ có thể phải nhận. So sánh tương quan lực lượng chênh lệch giữa Việt Nam với Trung Quốc hiện nay, nghiêng lệch hoàn toàn về Trung Quốc. Nhưng ngược thời gian lại một chút như cách đây 30 năm, chênh lệch giữa North Army và US Army là một trời một vực, Trung Quốc bây giờ không là gì cả. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày xưa nói rất thẳng thắn, đánh nhau kiểu dàn trận chơi tắt tay, Bắc Việt trắng tay chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Nhưng cái lực lượng ấy đánh theo cách của nó, cù nhời đến năm 72, Mỹ chán đời cay đắng và tháo lui, để lại đàn em cho Bắc Việt giết mổ.
Xu thế xung đột khu vực tại Biển Đông hiện nay, xác suất nổ ra xung đột trên biển là rất lớn, nhưng xác suất có một cuộc chiến tổng lực chiến tranh trên đất liền hải phận không chung lại là cực nhỏ. Một cuộc chiến tổng lực sẽ khiến tất cả các bên tham gia đều thua, nhưng ngược lại với thế mạnh hiện nay, Trung Quốc sẵn sàng tiến hành một vụ CQ-88 thứ hai nếu Việt Nam vẫn chỉ có hàng rào người nắm tay trên đá ngầm trở lại với hạm tàu tên lửa và Đài Bắc của Trung Quốc. Vậy họ cần phải đánh giá trên vấn đề trên cơ sở một cuộc chiến cục bộ tại Biển Đông với sự tham gia hỗ trợ có hạn chế của không quân, một cuộc chiến như thế bên nào chiếm lợi, bên đó giành chiến thắng. Đô đốc Giáp Văn Cương và CQ-88. Với lực lượng hiện tại, Việt Nam có ưu thế lớn hơn Trung Quốc trong cuộc xung đột cục bộ tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, nhất là nếu mục tiêu của Việt Nam chỉ là nằm có một cuộc chiến kéo dài gây đau đớn. Đánh du kích không nhất thiết cứ phải trên bộ, mà còn có thể đánh trên biển. Phần lớn hướng đầu tư lực lượng hải quân của Việt Nam thời gian qua đều thiên về các hạm tàu tốc độ cao mang tên lửa thích hợp với lối đánh hit and run. Sức mạnh hải quân Việt Nam, nếu chiến trường diễn ra trong phạm vi 1.000 km tính từ bờ biển, thì lối đánh mang tính du kích này là cực kỳ hữu hiệu. Bên nào có sự hỗ trợ tốt hơn từ các căn cứ ven bờ, bên đó sẽ giành phần thắng. Bờ biển Việt Nam trải dài gần 4.000 km. Trong trường hợp chiến tranh ở Biển Đông xảy ra, phạm vi tác chiến hầu như nằm trọn trong tầm hỗ trợ của các căn cứ không hải của Việt Nam nằm dọc bờ biển. Nếu dùng lối đánh kết hợp đưa tàu tên lửa cao tốc đánh trộm rồi chạy vào gần bờ, kết hợp với sự hỗ trợ của không quân và tên lửa đất đối hại từ các căn cứ ven biển, tầm tác chiến trong phạm vi 1.000 km với không quân và 300-500 km với tên lửa phòng thủ bờ biển, thì khả năng đánh củ cưa của hạm đội Việt Nam là cực mạnh. Một cuộc xung đột cục bộ nếu xảy ra trên Biển Đông hiện nay sẽ diễn ra theo đúng kịch bản này. Trong trường hợp đó, do đường tiếp vận xa xôi, không có căn cứ ẩn núp ven bờ, phần lớn các hạm tàu Trung Quốc dù hiện đại cũng sẽ trở thành các mục tiêu đánh lén của các hạm tàu xuất phát từ các căn cứ gần bờ biển, được tiếp vận hỗ trợ dễ dàng và lực lượng không quân tác chiến đánh trộm. Trung Quốc chỉ có thể có khả năng áp chế lối đánh này nếu có một hạm đội hùng hậu bao gồm tàu sân bay để chiếm ưu thế tuyệt đối trên không. Nhưng rất may điều này còn cần thêm vài năm, và ngay cả trường hợp này có thể đến thì thời gian cũng đủ để Việt Nam tìm kiếm sự hỗ trợ từ Ấn Độ, Nga và có thể là từ Mỹ, Nhật với các dòng tên lửa dệt hạm thế hệ mới có khả năng phóng từ máy bay thích hợp vô cùng với lối tấn công đánh trộm từ xa rồi bỏ chạy. Lực lượng hiện tại của Việt Nam gồm tất cả các tàu tên lửa hiện có cộng với số máy bay thế hệ mới và kể cả 6 kilo sẽ nhập về nếu dùng để dàn trận đánh với Trung Quốc thì sẽ tiêu biến trong vòng 2 tiếng. Ngược lại, đánh theo chiến lược các tướng lĩnh Việt Nam vạch ra thì có khi 20 năm vẫn giải tốt. Trong bối cảnh Trung Quốc có kẻ thù ở mọi phía do chính dã tâm bành trướng của nó, thì viễn cảnh lâm vào một cuộc chiến có tính cù nhầy nào sẽ không phải là thứ mà Hoa Nam muốn thấy, cho nên vấn đề Biển Đông sẽ vẫn còn là một câu chuyện rất dài. Vượt mặt Trung Quốc, lần đầu vũ khí Made in Việt Nam xuất khẩu ra thế giới khiến Trung Quốc choáng váng. Thật bất ngờ và vui mừng khi được biết vũ khí Made in Việt Nam đã chính thức xuất ngoại lần đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu bước ngoặt mới đặc biệt. Lần đầu tiên vũ khí Made in Việt Nam xuất ngoại, niềm vui nhân đôi. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện này cho thấy Bộ Quốc phòng rất coi trọng việc kết nối và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới vì mục đích hòa bình, đồng thời mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, liên doanh liên kết xuất khẩu các sản phẩm quân sự, sản phẩm lưỡng dụng. Được biết, tại triển lãm lần này, các doanh nghiệp ngành công nghiệp quốc phòng nước ta mang tới nhiều sản phẩm vũ khí trang bị Made in Việt Nam rất hiện đại, như vũ khí đại dược lục quân, tàu chiến và các sản phẩm phục vụ đóng tàu quân sự, trang thiết bị điện tử công nghệ cao. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới hết sức quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam và có thể coi là một bất ngờ lớn tựa như niềm vui nhân đôi. Công nghiệp quốc phòng nước ta đã lớn mạnh làm chủ nhiều công nghệ quân sự hiện đại để tự chế tạo được nhiều loại vũ khí phù hợp với nhu cầu sử dụng của quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó không những tiết kiệm được ngoại tệ mà còn giảm sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Mặc dù công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bắt kịp trình độ của các nước có nền khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới để nghiên cứu, chế tạo ra những loại vũ khí tinh xảo, thông minh, có độ chính xác cao và uy lực lớn. Nhưng rõ ràng tự chủ trong việc sản xuất các sản phẩm quốc phòng là một niềm vui lớn. Việc tự tin mang chung đi đánh sứ người mà cụ thể là ở triển lãm Indo Defense cho thấy thời điểm đã chín muồi để các vũ khí Made in Việt Nam xuất ngoại. Đồng thời thể hiện rằng các sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đạt đẳng cấp mới, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế không chỉ về tính năng, kỹ chiến thuật
mà còn cả về thẩm mỹ, sự tuyển dụng và thậm chí là giá cả cạnh tranh nữa. Đây chính là niềm vui lớn thứ hai đối với người yêu quân sự Việt Nam. Quan trọng hơn cả là chúng ta tự tin rằng với kinh nghiệm thu được từ thực chiến, chiến trường, từ hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cộng với tính sáng tạo của người Việt, các sản phẩm quốc phòng Made in Việt Nam sẽ sở hữu những ưu điểm vượt trội mà chỉ Việt Nam mới có đủ sánh vai với các ông lớn trên thị trường vũ khí thế giới. Chuẩn bị bài bản để bứt phá. Để có được thành công ngày hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử vũ khí Made in Việt Nam xuất ngoại đem chuông để đánh xứ người và tiến tới là ký các hợp đồng xuất khẩu cụ thể, thì từ lâu ngành công nghiệp quốc phòng nước ta đã có sự chuẩn bị hết sức bài bản. Đó là thứ nhất, trên cơ sở chiến lược dài hạn để phát triển vũ khí trang bị cho quân đội ta, các đơn vị công nghiệp quốc phòng đã chủ động tự nghiên cứu đồng thời với việc xúc tiến nhiều chương trình dự án chuyển giao công nghệ từ nước ngoài để nhanh chóng tiếp cận trình độ sản xuất tiên tiến của thế giới. Nhờ những công nghệ mới này với cộng với kinh nghiệm và tính sáng tạo của Việt Nam, các sản phẩm vũ khí ra đời đáp ứng được các tiêu chuẩn rất cao về tính năng, kỹ chiến thuật. Thứ hai, chuẩn bị hành trang là các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam ứng dụng thành công các tiêu chuẩn IOS nhằm quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng những tiêu chuẩn chung của quốc tế. Bởi lẽ nó tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện dụng hơn và đạt được hiệu quả. Vũ khí xuất khẩu cũng phải đáp ứng triệt để những yêu cầu bắt buộc này và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã làm được điều đó. Thứ ba, tham dự các triển lãm quốc phòng thế giới là một trong những bước đi quan trọng nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, năng lực của công nghiệp quốc phòng và quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là điều mà Việt Nam đã làm tại triển lãm Indo-France, đánh dấu một bước lớn của công nghiệp quốc phòng nước ta. Hy vọng sau phát pháo mở màn quan trọng này, sắp tới công nghiệp quốc phòng Việt Nam sẽ còn tham dự nhiều triển lãm vũ khí lớn và nổi tiếng hơn nữa để mang về nhiều tin vui, đó là những hợp đồng xuất khẩu sản phẩm quân sự Made in Việt Nam. Chúc ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam sớm gặt hái được nhiều quả ngọt sau 3 năm chuẩn bị và nỗ lực phấn đấu. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình chiến sự giữa các nước để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!